tài thì một trận là 70 mấy, 22-26 mét mặt tiền. Đi xuống. Đang quay gì? Không sao đâu. Đất nhà vườn tại E Tiêu, giáp với Buôn Huê, xã E Cao. Mặt tiền đường bê tông là 26 mét, thổ cư 120 mét vuông. Phía lui là giáp suối. Đây suối đây. Bên cạnh đang làm nhà vườn này à. Suối đây. Có cá không? Thì chưa tắm rồi, thì chưa tắm là chưa biết được sâu bao nhiêu rồi. Đẹp chưa, tính ra là đây đẹp. Bác ăn hệ do mà nó cả có bơ ra ba ai gật lùng. Hey!